khi mà chú hỏi về mình đi đi nước ngoài thì đi đâu muốn gì? Nước ngoài không phải là mà mình phải cần sạc sim. Dạ không, tiếng Việt của mình không có máy nào mà hỗ trợ ở cái chế độ offline. Vì cứ có tiếng nào có chế độ offline. Tiếng Anh thì tiếng nào? Đi đâu cũng phải mình đi đường nào phải là có xin được không? Đang xin được chị đó gọi là xin du lịch đấy. Xin du lịch. Rồi những cái của chú là chú đăng ký là những du lịch đấy mà. Nhưng mà cái ca đăng ký thì cứ xin du lịch đấy, ví dụ nó tầm 500.000 đi thì coi nó phải xài mấy ngày vậy. Mấy ngày. Có cái sim đó rồi, cái đó mình mua sim đó là hãy ra nữa làm gì? Dạ, thì mua máy có tặng sim thì... Dạ, tặng sim thì chỉ là sim tặng nam thôi, xài được tháng. Dạ, sim tặng nam. Với lại tặng kèm thì chú cứ bao cái bao sim vô chỉ hạn của mình. Vậy thì tặng máy thì còn gì với chú hơn được sản phẩm? Chứ không thử tiếng gì ạ? Tiếng Anh, về tiếng Anh thì chứ không bị dùng tiếng Anh thì... Chú muốn thay đổi ngôn ngữ, chú biết thẳng con lá cờ không? Lá cờ. Dạ, chú nhắn thẳng vô, bây giờ chú nói đúng không? Con sẽ nói từ tiếng Việt qua tiếng Anh cho chú nghe nha. Thì mấy bạn rảnh không? Chưa xài là sao biết lỗi.
Dạ, ví dụ như cái lẩu thường gặp nhất là loa. Đó, loa và sọc pin hô là cái lẩu thường gặp nhất. Đừng gặp wifi cũng được. Cái này nó như cái điện thoại của chúng thầy đó, nó bày hả? Như có này gỡ thì không sao. Dạ đúng rồi. Dạ, thì nó ba đập nhẹ thì không sao. Chứ mà rớt to quá sẽ sợ là sợ nó rớt cái mặt mình chứ. Nếu mà lên mặt thay được có bạn hướng dẫn. Cái này dễ sử dụng, không có video. Có video nó dễ sử dụng. Được chưa?
Em máy cũng có cái có cái bản trong không? Có cái sử dụng cái gì đó để máy là tốt nhất gì dạ đúng rồi, còn là tốt nhất gì hết đó, những thằng khác thì có thích hơn còn dạ. Cái vấn đề xin là như yên tâm nó không có khó đâu, nên chút xíu là cho chú số điện thoại của các khó nha. Nên nói xin mà du lịch quốc tế là được chú không, chú cứ nói bây giờ chú đi Úc cho chú cái xin liệu rồi chú mua rồi nó sẽ chú hỏi đó là xin nó sử dụng trong hoàn cảnh này, chú cứ đi vào chú cứ đi vào người ta sẽ đưa chú cái xin phù hợp, chú cứ sử dụng phù hợp, chú qua nó chú vô ngoài người ta, ví dụ chú bỏ xin vô.